Kính thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phát triển từng ngày, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nhà tuyển dụng chú trọng và quan tâm nhiều hơn. Có thể thấy rằng không chỉ các ứng viên cần chủ động để tìm được công việc phù hợp, nhà tuyển dụng cũng cần chủ động để có thể tìm kiếm ứng viên phù hợp với vị trí mà mình đang cần. Hiện nay, bộ phận nhân sự của các công ty doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa để hoàn thành tốt công việc của mình. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên phù hợp cho đơn vị mình, hãy cùng xem giải pháp trong phóng sự ngay sau đây. Vấn đề cân bằng giữa chất lượng nhân sự và chi phí tuyển dụng luôn là một bài toán vô cùng khó khăn đối với những người làm công tác tuyển dụng. Ai đã từng hay đang làm công việc này đều biết chi phí dành cho việc tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp không hề nhỏ. Chính vì vậy, doanh nghiệp luôn khuyến khích các bộ phận tuyển dụng tìm đến nguồn tìm kiếm ứng viên để chọn được các ứng viên chất lượng. Ngày nay, các trang tìm kiếm việc uy tín thông qua nền tảng trực tuyến đã mang tới nhiều ưu điểm và không chỉ dành cho các ứng viên mà còn là công cụ phục vụ cho các nhà tuyển dụng. Đây là nơi tìm việc được nhiều ứng viên lựa chọn, cũng như là nơi để các công ty, doanh nghiệp lựa chọn nhân sự phù hợp cho đơn vị. Mình thấy là cái việc tìm kiếm trên Viettop rất là đơn giản, vì trên hệ thống đã có đầy đủ tất cả các thông tin, thì bên mình chỉ cần check và tìm kiếm cái CV phù hợp với công ty của bên mình. Bên mình đã tuyển được hai cái vị trí là Senior Marketing với chi phí cực kỳ thấp, khoảng 600.000 đồng thôi. Thì mình nghĩ đây là một cái giải pháp rất là phù hợp với công ty của bên mình. Viettop là nền tảng tuyển dụng tích hợp giữa khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, đăng tin tuyển dụng và tìm hồ sơ ứng viên với đội ngũ cộng tác viên tuyển dụng trên toàn quốc thông qua giới thiệu ứng viên. Khách hàng đăng tin tuyển dụng được cam kết CVS và Search CVS. Ứng viên chỉ phải chi trả cho chính ứng viên đó, không phải chi trả cả gói Search như các website khác. Cộng tác viên tuyển dụng chỉ cần giới thiệu CVS, ứng viên có nhu cầu tìm việc làm phù hợp. Thời gian tới thì vẫn với cái triết lý của bên mình là đồng hành cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp. Mình thì đang xây dựng cái chiến lược về phát triển Viettop bên cạnh dịch vụ headhunt của Vinarup, thì Viettop sẽ phát triển một cái tính năng mà mình nghĩ là các doanh nghiệp sẽ cực kỳ là mong đợi. Đối với mỗi cái CV của ứng viên trên nền tảng Viettop thì khách hàng sẽ nhận được một cái bản đánh giá chi tiết của ứng viên đó dựa theo cái kết quả đánh giá phỏng vấn ASK, những cái tiêu chí mà hầu như tất cả các doanh nghiệp đều sử dụng để phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn ứng viên. Mình nghĩ rằng cái giải pháp này sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian cũng như là có một cái công cụ để đánh giá ứng viên một cách khoa học hơn. Với lượng khách hàng tiềm năng là các đơn vị, đối tác doanh nghiệp lớn, nền tảng tuyển dụng Viettop đã và đang là một địa chỉ uy tín, tìm được các ứng viên chất lượng và phù hợp với công việc. Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng luôn được các đơn vị doanh nghiệp chú trọng hơn trong các khâu tuyển dụng. Nền tảng tuyển dụng trực tuyến Viettop là một gợi ý phù hợp của chúng tôi dành cho bạn.